kia rửa chân chưa? Đây có một hộp nữa nhá. Nó xuống nhá.
nó cắn mẹ. Thấy chưa? Cắn rồi. Quẩn mắt mắt, đuổi con ong. Lên này hái cái này cho đằng. Không khóc. Cầm lấy. Không lấy thôi. Ăn quả ong này, quẩn quả cho đằng nhé. Ăn không? Để tí nha. Quả gì đấy? Ăn ngon. Ngon nhỉ? Ngon thật nhỉ? Màu gì con? Ngon không? Ừ. Ngon đấy. Ngon nhỉ? Đây nhá. Đây bạn mẹ nhá. Rồi
Thân chứ. Để ở ngoài đi, để dưới đi. Quả đi. Yo, bán quả. Ôi, quả bao nhiêu tiền đây? Quả lấy cho hai quả đây. Không có tiền lẻ đâu. Thôi, xin nhá. Đấy, con kéo tăng lại. Đấy. Đang lại bỏ rác ra. Bỏ rác. Vâng. Này. Đứng im đấy nhé. Cái này to còn bé đấy nhỉ. Một quả bao tiền? Quả 2.000 thôi. Rẻ thế nhỉ. Vâng. Quả này ăn được chưa? Ăn được. Bán được mấy quả rồi? Vừa bán được 2 quả này. Cái này còn ngon hơn này. Cái đấy tớ ngon nhất. Ăn ăn nó quả. Đang đây. Thêm một quả bẩn thế. Mày ngồi cái này của tao nhé. Bẩn chứ. Ui, xuống xếp đá đi. Xếp đá. Đi xếp vào đi con. Đi.
ở đây ăn nhá. Em ngồi đây ạ. Đây. Ôm em đâu? Đang đứng ở đây đi, mẹ gọt quả cho đang ăn này. Đi. Em kìa, xem em kìa. Đang ôm em cẩn thận nhé. Chị ơi, giữ em đi. Nào, đồ đánh em thế. Đi đưa đường này mà. Đều. Thank you.
rửa chân nhé. Ăn nữa không? Ăn rồi, ăn này. Đây dậy đây, mẹ kéo này. 1 2 1 2. Em nữa à. À đây 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 đây, xem mẹ nó, xem miếng nào ngon nhỉ. À đây. Đây, há mồm to rồi chứ. Này cầm đi. Rồi rồi rồi.